Ông Lê Quang Hiếu Hùng, một người cựu quân nhân Việt Nam bị chính quyền Cuba tạm giam chờ trục xuất về nước, nói với VOA qua điện thoại hôm 4 tháng 3 rằng ông bị bắt oan và gia đình ông tại Mỹ đang bị mật vụ Việt Nam đe dọa. Ông cho hay ông hiện có quốc tịch Grenada và đang bị giam ở nhà tù La Condesa. Ông nói về nguyên nhân ông bị Việt Nam ra lệnh bắt. Nói là Interpol Việt Nam đăng tin là tôi pha chế xăng dầu gì đó, tôi không biết, nhưng mà tôi từng là một quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, trong bộ phòng Việt Nam. Là tôi không có làm những việc đó. Đây là một việc chính trị vì tôi đã xin tị nạn chính trị tại Mỹ. Đã từng có những người tình báo Việt Nam ở Mỹ đến tìm tôi ở Mỹ, hăm dọa tôi đó, tôi mới thay rời khỏi nước Mỹ. Báo Công an Nhân dân vào tháng 11 năm 2018 loan tin rằng ông Lê Quang Hiếu Hùng, 44 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên quốc phòng thuộc Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, đã bị Bộ Quốc phòng ra lệnh truy nã với tội danh sản xuất buôn bán hàng giả. Từ bang Virginia ở Mỹ, bà Nguyễn Thụy Tú Quỳnh, vợ của ông Hùng, cho VOA biết chồng bà đã rời Mỹ hôm 8 tháng 2 và tìm cách đến Grenada nhưng đã bị bắt ở Panama. Theo bà Tú Quỳnh, ông Hùng từng mang cấp hàm thiếu tá, trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh đầu tư xây dựng miền Nam thuộc Tổng Công ty Lũng Lô.